mình mua cái đậu đen này đó có 97 sen, đậu đen xanh lồng nó rất là ngon, về mình luộc mình ăn, mình nấu chè mình ăn. Có cái giá lùi pin này đó nó cũng ngon, vừa cái đậu này đó là mấy đậu của Mễ, mình ăn toàn là đồ Mễ không các bạn. Còn nếu mua đậu đỏ thì tới $2 một bao luôn các bạn, rất pin này nè, nên mình không ăn cái đó. Mình có ăn đậu pinto với cái loại đậu đây đây, dưới đây mình muốn ăn cái bắp mà nấu thì mình ăn cái này cũng được, hoặc mình mua nó nấu sẵn đó. Đây là đó, cái này đậu à. Đây nè, cái đậu này là yellow popcorn á, cái bắp này, bắp này đậu Hòa Lan á, trước mình mua là dày trồng nó cũng lên đó mấy bạn à. Mình thích đi tìm Mễ lắm, chợ này chợ Mễ cũng to lắm. Cái giờ 36-40 là có 20 đồng một cho dĩa, một cái một hộp cũng sao. À, ở đây nè, cái này ngon nè, cái này mình mua mì tôm cua. À, cái này nè, mình ăn cái này nè, làm đồ seafood đồ giả thôi, cái đó không có thiệt, cái đó bột không à. Còn cái này là 26-30 nè, 24 đồng. 24 đồng á, mà 4 phao 30 rất là ngon á. Tôm này 26-30 nó bán 6 đồng. Bên kia đó là 24 đồng, 24 đồng. Cũng 6 đồng thiệt, mà ở đây con tôm rất là to. Đó. Mà con tôm này đó có đầu đó để làm tôm đông muối thì có 4 đồng thôi. Đó. Còn nếu mà tôm này đó là 4 đồng 77 đó, loại tôm lòng muốn xèo mà nó nhỏ lắm mình không ăn. Lặt này cho nó lẹ. Đó. Tôm lột sẵn này 5 đồng rưỡi. Mấy cái thịt bò này đó sao tới dưới là cái thịt bò ở chợ Mỹ đó, cái này nó rẻ hơn nhiều các bạn, mà nó cũng rất là quality, nó cũng rất là ngon đó. Cái này nó kêu cái loại chiếc bonlet flat meat nè, cái này nó bán 10 đồng 17 xu một cái, miếng này 7 đồng á, lại ăn nó cũng gọn lắm mấy bạn, nó mềm lắm. Mình mua bò kho là mình mua thịt này nè, đó đem về cái nấu bò kho cái mình ăn dễ hơn. Đây là cái quầy của mình, da ua của mình. Này nó mấy cái, 1, 2, 4, 8 cái mà 5 đồng, có 2 cái dâu cái này thôi. Mấy cái cho anh ăn, chừng nào đi Costco mình mua thì mình sẽ mua cũng cái hũ này này, 24 cái, tức là 3 lần 3 pack à. Đó, nhưng mà cái favorite của mình là cái hũ này. Cái hũ này là piña colada, là có dừa có thơm, hoặc là cái này là blueberry đó, vanilla mình không ăn. Đó, dâu thì bảo ăn chứ mình không ăn. Mình ăn chấm peach, à cái này nữa, đó là cái trái ngon, mình ăn mấy cái flavor của mình. Cái chơi cho chị Lan coi nè, cái iceberg lettuce là có 79 xu à. Và một bữa đó là tới 2 gấp đôi 2 cái nè. Cái củ cải đỏ này có 99 cho ăn 2 cái. Ngon cũng vậy. Hành lá thì 4 cái 99 cent, mình không mua nhà mình nhiều lắm. Cà rốt này anh nói còn, mình không mua. Bắp đồng 3 cái. Đây là bắp này bắp gì? Bắp này trắng trắng nè. Celery không biết có còn không, chắc còn, không nghe, không thấy anh mua thì chắc còn. Celery này 77 cent cái rồi. Đây dễ dầu gì mình có được cái 77 cent. Bên này thì bắp cải này thì 57 cent một phao. Đó. Nếu mình muốn cái này mua về mình vào nó. Dâu này cho nó 2 đồng hộp đó, mình sẽ lấy 2 hộp nha. Đây. Ức gà nó bán có 2 đồng bạc phao, nhưng mà nó lột da ra hết rồi. Đó, mình mua con gà chín nó 5 đồng con, nó nhiều. Nó rẻ hơn nhiều. Đó. Nãy là mình mua một hộp tôm này nó cũng rẻ nè. Nói ngày thứ tư thì là ngày mai là nó sale rồi, bữa nay mình chờ không có mua nhiều. Bán 99 sen nè, còn bữa nay thì 59 sen nó mất không có 10 sen, khỏi mất công mình đi. Đó.
dưa hấu nó bán 3 pound đồng đó, lúc ngày nào cũng vậy hết á. Nãy mua 4 trái luôn về ăn. Nó trái đào này thì 99 cent. Thơm thì nó có 59 cent nên ra mình mua đó, với chuối mình mua. Thì không có thì giờ cái ngày nó sale mình không có rảnh. Đó. Vậy thôi. Bây giờ lễ gì, lễ độc lập thành ra giờ nó bán bánh cây, kẹo, cây trái rồi rất là nhiều. Cái bó bông đi nghĩa địa này các bạn, cái bông mâm này nè. Mà nó bán cũng có 5 đồng, 5 đồng một bịch rồi cũng rẻ rẻ. Còn bông hồng rồi này kia đủ thứ đồ này bán 12 đồng. Đó, bông này là mình nói là cái hồng nhung này nè, 10 đồng 99 mà 12 chục con, 12 cái các bạn. Bông này nó không đẹp bằng cái bông Costco đâu. Đó. Mấy cái bông hồng á thì mình chỉ thích cái bông hồng vàng với hồng hồng cam cam đó, mà đây nó bông này xấu nè, nóng quá. Rồi thôi mình xin ngừng ở đây, hẹn các bạn tiếp sau nha. Bye các bạn.